Xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở lại với tiếp theo của Lâm Huy Radio. Và hiện tại thì hôm nay có anh Thủy ở trên Hà Nội các bác nhé, đã xuống trực tiếp cửa hàng tham khảo qua chất âm cũng như là tham khảo qua âm ly 506 xoáy ken này. Và trước khi anh Thủy xuống cửa hàng thì anh đã cọc trước cho bên em là 3 triệu đồng rồi. Cọc trước để bên em giữ lại cho mình sản phẩm ưng ý nhất và hay nhất đúng không ạ? Và xuống đến cửa hàng thì còn có 1 triệu đồng thôi. Các bác xuống trực tiếp cửa hàng lấy thì bên em sẽ có một cái giá ưu đãi hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, dành cho những bác đi lại ở phí vận chuyển này. Và nếu ship code toàn quốc thì bên em đang cho ra với giá là 4.500.000 đồng. Đấy, bao ship các bác nhé. Đấy, bác nào đã quan tâm về dòng sản phẩm 506 Swarovski này thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại 0976 366 855. Và ngay bây giờ thì mời các bác cùng nghe qua một bản chất âm nhé. Stop thinking of you.